Nằm ở rìa của Nam Cực, vùng đất này vẫn còn đang say ngủ sau một mùa đông khắc nghiệt và dài gần như vô tận. Mùa hè ở Nam Cực sẽ chỉ kéo dài trong 4 tháng, giống như là một mùa xuân thoáng qua trước khi nhiệt độ lại giảm xuống mức trung bình là âm 40 độ C. Khí hậu ấm áp này không bao giờ trở thành nắng nóng vì tuyết chỉ tan nhẹ trong khoảnh khắc ấm áp nhất vào những ngày đẹp trời, thời điểm hàng triệu sinh vật mong chờ. Chúng đến đây hàng năm để tận hưởng mùa hè trên những bãi biển vùng địa cực. Con chim cánh cụt Adelie nặng nề quyết định vào một ngày đẹp trời sẽ đến đây trước tất cả những loài vật khác. Và năm nay nó lại là kẻ đến đầu tiên. Với trọng lượng hơn 200 kg, con hải cẩu uy đen này không thể nhanh được. Nó sẽ phải mài tảng băng bằng những chiếc răng của mình khoảng 5 tiếng mới có thể lên bờ và tìm cho mình một vị trí dưới ánh mặt trời. Đối với chim cánh cụt Adelie, có một câu quen thuộc là ai đến trước thì được phục vụ trước. Hải cẩu uy đen không thể làm theo thói quen của chim cánh cụt. Con hải cẩu này chỉ cố gắng thoát khỏi mặt nước và cuối cùng cũng làm được. Bây giờ là đầu tháng 10 trên quần đảo thuộc vùng biển Adelie. Cũng như mọi năm, các phóng viên địa phương sẽ lại viết bài. Con hải cẩu mẹ đầu tiên đã xuất hiện đúng giờ như thường lệ. Hải cẩu mẹ thường đến những nơi có mặt bằng phẳng, còn chim cánh cụt Adelie thích những vùng đất cao. Con vật này có một vóc dáng khỏe mạnh, nó vừa dành 8 tháng trên biển và giờ phải vận động đôi chân một chút. Nó không lạc đến đây một cách tình cờ. Nó đã tới đây, giống như hành trình di cư hàng năm. Nó được sinh ra trên những tảng đá này. Nó có người bạn đời đầu tiên ở đây. Nó biết từng ngóc ngách của hòn đảo này, và đây chính là nhà của nó. Chúng ta đã đến nơi rồi, cuối cùng cũng về tới nhà. Quang cảnh đẹp, chiếc tổ tốt nhất, tất nhiên cũng là chỗ khô ráo nhất.
Và hơn hết, tất cả những hòn đá của chim cánh cụt hàng xóm để lại trong năm qua đang chờ để được tập hợp lại. Sẽ sớm có sự thay đổi ở đây. Nam Cực không phải là một điểm đến dễ chịu. Nơi đây chỉ có các hòn đảo nổi lên từ chỏm núi băng. Đối với những vị khách ghé thăm vào mùa xuân, nơi này có hai khu vực có thể nghỉ chân. Thứ nhất là nơi khô ráo nhưng chật hẹp trên những tảng đá, hoặc khu vực rộng rãi hơn, lạnh cóng trên mặt biển đóng băng. Con hải cẩu đã chọn tảng đá. Chúng không dễ bị cảm lạnh và cũng không thích sự lộn xộn. Ngày càng có nhiều hải cẩu mẹ tới làm tổ xung quanh các lỗ thông khí trên mặt băng. Sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng con hải cẩu Weddell này vừa bị sốc nhiệt mạnh. Một giờ trước, nó đang nằm ấm áp và bình yên trong bụng mẹ ở nhiệt độ 38 độ C. Còn trên mặt băng giờ là âm 20 độ. Nhưng điều đó dường như không khiến nó quá bận tâm. Thậm chí trước cả khi kịp khô lông, nó đã có bài học ngôn ngữ đầu tiên. Và đây là những con chim cánh cụt. Có khoảng 60.000 con xuất hiện đồng loạt. Sẽ không có đủ chỗ cho tất cả. Hầu hết những con chim cánh cụt Adélie xuất hiện cùng lúc. Chúng tới từ phía biển, đồng loạt chiếm lĩnh những tảng đá, kể cả tảng đá nhỏ nhất. Thank you.
Điều này đánh dấu sự chấm dứt của không gian tĩnh lặng cao độ nhất trên trái đất. Loài chim cánh cụt không có sự lựa chọn khác, hoặc là trên những hòn đảo này, hoặc là không có gì. Thật khó để tưởng tượng nếu chúng phải đẻ trứng trên mặt băng. Trong 2 tuần, tất cả đều ở đây, chen chúc nhau trên một bãi đá tương đối phẳng. Chúng có một nỗi ám ảnh mang tên thời gian. Mùa hè là một cuộc chạy đua của chim cánh cụt. Các địa điểm chúng có thể làm tổ lại rất hiếm hoi và luôn bị cạnh tranh một cách khốc liệt. Những con chim cánh cụt đầu tiên đang tìm cách kết đôi với nhau. Chúng phải ở trong ranh giới của mình. Xâm lấn lãnh thổ của những kẻ hàng xóm là điều không thể. Mỗi vị trí được giới hạn rất nghiêm ngặt. Một sải cánh cho mỗi đôi chim trong đàn. Nằm ngoài khoảng đó là chỗ của một đôi chim cánh cụt khác. Và chim cánh cụt bảo vệ chỗ ở rất quyết liệt. Như thế, những tảng đá còn chưa đủ chật trội, những con hải cầu Pentren cũng bay tới. Chúng cần tìm kiếm một nơi khô ráo để đẻ trứng. Tảng băng đóng vai trò như chỗ hội họp và nhà tắm công cộng. Đây là nơi chúng gặp nhau vào buổi tối để giao lưu sau những ngày tháng cô đơn bay qua các đại dương. Giống như chim cánh cụt, hải âu Petren cũng không có nhiều thời gian. Chim trống và chim mái gặp nhau vào mùa hè tại cùng một tổ. Sau khi nghi thức đoàn tụ kết thúc, chúng nhanh chóng chuyển sang các vấn đề quan trọng hơn. Những con chim này đại diện cho sự trung thành. Chúng tìm bạn đời và ở bên nhau suốt cuộc đời. Một cuộc sống chung có thể kéo dài hơn 30 năm. Chim cánh cụt Adelie rất cẩn mẫn. Chúng dành nhiều thời gian nhặt những viên đá xếp thành tổ. Đây là điều đầu tiên những con trống làm khi tới nơi. Luôn luôn đi trước người bạn đời một chút. Niềm đam mê này sẽ diễn ra trong suốt cả mùa sinh sản. Khi những con mái đặt chân tới nơi, nó sẽ hài lòng khi tìm thấy bạn đời của mình đang ngồi trên một khối lượng đá đáng kể. Theo quan niệm phổ biến, những con chim trống khỏe mạnh thường có tổ lớn nhất. Những con mái luôn tới đúng giờ cho cuộc hẹn của chúng. Chúng đi thẳng vào cái tổ từ mùa hè trước, nơi chúng tìm thấy người bạn đời vĩnh cửu của mình. Sau đó, chúng đặc biệt quan tâm đến việc biểu diễn vũ điệu đoàn tụ.
những màn trình diễn này là cách để nhận ra nhau và tìm đúng người bạn đời của mình. Sau màn biểu diễn và việc kết đôi được thực hiện, cặp đôi sẽ tập trung vào môn thể thao yêu thích của mình, săn đá, và một hoạt động bên lề nữa, trộm đá. Đây là một trò chơi bất tận. Khi một con chim cánh cụt quay lưng đi, một trong những người hàng xóm của nó sẵn sàng lấy đi một vài viên đá. Theo cách này, các hòn đá di chuyển quanh hòn đảo từ mỏ con chim này đến mỏ con chim khác, từ tổ của kẻ bị mất đến tổ của kẻ trộm rồi trở lại. Đôi khi những con hải cẩu Petrel phải dọn dẹp một chút để tìm ra những cái khe trong tảng đá nơi chúng có thể sử dụng làm tổ. Nhờ khứu giác nhạy bén, chúng có thể tìm được tổ của mình ngay cả khi tuyết dày. Mỗi tổ chim đều có một mùi hương riêng. Cũng giống như cánh cụt Adelie, hải âu Petrel rất quyết liệt trong việc bảo vệ tổ của mình. Những cái tổ khô ráo tránh được gió lùa khá hiếm hoi nên bất kỳ con chim nào cũng muốn sở hữu. Luôn có những con hải âu non đi xung quanh, tìm kiếm một ngôi nhà mới. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, những con hải âu Petrel thường phun chất dầu hôi từ bụng của chúng vào nhau. Con hải âu dơ bẩn nhất sẽ kết thúc cuộc chiến trong sự hổ thẹn. Những con hải cẩu có vẻ không gặp bất kỳ vấn đề quá tải nào. Chúng có đủ không gian để di chuyển thoải mái. Tuy nhiên, với phong cách di chuyển của loài động vật này, chúng trông giống như thứ đồ chơi hình lò xo uốn éo. Vì vậy, những chuyến đi của chúng không bao giờ quá xa. Hải cẩu thích những vùng nhiều cá ở đại dương phương Nam. Con hải cẩu non nhanh chóng được mời tham gia buổi học bơi đầu tiên. Việc này đòi hỏi hải cẩu mẹ phải vô cùng kiên nhẫn.
và có khả năng thuyết phục. Những con hải cẩu non thường không nhận thấy lợi ích của một bồn nước tắm lạnh. Để thực hiện điều này, cần có sự động viên. Bên dưới lớp băng, tiếng của con hải cẩu mẹ hòa nhịp cùng những âm thanh của biển cả. Giai điệu này nghe như tổ hợp tiếng huýt sáo và tiếng hát của loài hải cẩu, giống như lời mời ngày càng thôi thúc hải cẩu con hãy bơi xuống. Một thợ lặn tuyệt vời đã chào đời. Không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, cư dân tương lai này sẽ nhanh chóng học cách lặn xuống tận cùng của biển xanh bằng cách nhịn thở hơn 40 phút. Nó có thể dễ dàng di chuyển xuống độ sâu hơn 700 mét, tới các vườn thủy sinh, nơi sẽ tìm thấy những con cá, nguồn thức ăn nuôi dưỡng nó. Lần đập nước đầu tiên có vẻ rất thuyết phục. Bây giờ, nó cần phải hít đầy không khí vào phổi. Chúng ta có thể so sánh nhiệt độ mùa hè ở Nam Cực với khí hậu ở vùng núi châu Âu vào mùa đông. Các trận bão tuyết bất ngờ có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Chúng nhắc nhở khách du lịch rằng Nam Cực không phải là một khu nghỉ mát dành cho con người thư giãn và tận hưởng cái lạnh. Trong đàn, không có con nào run rẩy vì lạnh. Không có tiếng mỏ và đập vào nhau. Tất cả các loài động vật ở đây đều có khả năng chịu đựng những cơn lạnh dữ dội. Hơn nữa, những thói quen thông thường của chim cánh cụt Adélie không bị đình trệ bởi một vài bông tuyết.
bão tuyết gây phiền toái nhiều hơn cho những con hải cẩu Petrel. Chúng thường gặp khó khăn để đứng vững trong gió mạnh. Cơn bão chặn lối vào tổ của chúng với những lớp tuyết phủ dày. Chúng phải chờ cơn bão nhẹ dần trước khi bắt đầu dọn dẹp tuyết. Đối với những thợ lặn trẻ tuổi, quay trở lại mặt băng dường như là một cú sốc. Ra khỏi các hòn đảo, trên tảng băng, hai con hải cẩu Weddell sinh đôi đang tránh xa đám đông hỗn loạn. Chào đời cuối mùa hè năm ngoái, vì vậy chúng có cả mùa hè năm nay để lớn lên. Rất hiếm thấy một hải cẩu mẹ có tới hai con, thế nên hai con hải cẩu này luôn đói bụng. Hải cẩu mẹ sử dụng vài chiến thuật đánh lạc hướng để trốn khỏi những kẻ đang quấy rầy. Nhưng nó có rất ít cơ hội thành công vì những con hải cẩu con đang đói và chỉ muốn ăn. Hòn đảo thức giấc với âm thanh của tiếng nước chảy. Giờ đây, mặt trời chiếu sáng khắp nơi suốt 24 giờ trong ngày. Thời tiết ấm hơn khiến tuyết tan và các tảng băng bị thu nhỏ. Trong các khe nứt, những con hải âu Petrel đã đẻ quả trứng duy nhất trong mùa. Chim bố mẹ thay phiên nhau ấp trứng. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ dần dần lắng xuống trên các hòn đảo. Đây là khoảnh khắc loài chim cướp biển chọn để xuất hiện trên đảo.
loài chim này là điểm xấu đối với những cư dân mùa hè khác. Loài họ hàng xa của mòng biển này cũng cần một nơi khô ráo để sinh sản. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm thức ăn trên biển, chim cướp biển lại thường ăn thịt hàng xóm của chính nó. Trong đàn chim cánh cụt Adelie, vẫn còn vài con đang mải miết nhặt đá. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Trên các tổ chim được nâng lên khỏi mặt đất nhờ đống đá, những con mái đã đẻ 2 hoặc 3 quả trứng. Chúng nhường lại chỗ cho những con trống ấp trứng trong vài tuần đầu tiên. Những con chim mái đã không ăn uống gì kể từ khi kết đôi và việc đẻ trứng đã làm cạn kiệt năng lượng dự trữ của chúng. Chúng muốn được rời đi và sẽ quay trở lại với những cái bụng đã đầy. Rời khỏi nơi làm tổ không phải là điều dễ dàng. Chúng phải len lỏi giữa khoảng cách chật hẹp của những cái tổ chim hàng xóm. Một đoàn chim cánh cụt mái nhanh chóng xếp hàng dài từ chỗ các đàn tới những tảng băng nhỏ. Chúng hướng về phía biển, tìm những lỗ hổng trên tảng băng để có thể lặn sâu xuống nước. Biển cả là nguồn cung cấp thức ăn duy nhất ở nơi lạnh giá này. Chúng phải di chuyển qua lại giữa các hòn đảo từ nơi làm tổ của mình tới biển mới có thể tìm thấy nguồn thức ăn giúp chúng duy trì sự sống. Thật khó có thể coi chim cánh cụt là loài chim biển, nhưng chúng thực sự dành 70% cuộc đời của mình trên biển. Chúng chỉ lên bờ khi cần thiết,
vì không thể đẻ trứng và nuôi chim non dưới nước. Chim cướp biển, kẻ thù tự nhiên của loài cánh cụt Adelie. Chúng luôn để mắt, quan sát và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội. Nhìn vào khu vực xung quanh tổ chim cánh cụt, chúng ta có thể thấy những con chim đã di chuyển nhiều như thế nào để lấp đầy cơn đói. Chất thải của chúng đã tích lại hàng năm và cái lạnh chính là bằng chứng. Luôn có vài khoảng đất trống xung quanh tổ chim cánh cụt. Và luôn có cơ hội cho loài trộm cắp. Chim cánh cụt bố nằm thoải mái trên tổ của mình. Nó không thể di chuyển vì điều đó sẽ để lộ ra những quả trứng. Nhưng chỉ cần một viên đá đặt giữa hai cái tổ xê dịch cũng có thể khiến cả hai con chim bố hàng xóm tức giận mà quên mất bản năng bảo vệ của chúng. Thank you.
an toàn khỏi tầm mắt của chim cướp biển. Một quả trứng hải âu Petrel đang được nằm yên trong tổ. Chim bố mẹ đã xuống biển kiếm ăn, chuẩn bị cho quá trình ấp trứng. Chim cánh cụt Adelie đang lướt sóng, chơi đùa như những con cá heo trong làn nước. Chúng đang ở nhà mình trong lòng đại dương bao la. Những cơn bão mùa xuân dữ dội đã phá hủy nhiều tảng băng nhỏ hình thành trong mùa đông. Sau vài ngày sóng to gió mạnh, quần đảo được giải phóng khỏi lớp phủ băng giá. Biển cả lấy lại vị trí ban đầu của nó trong khoảng thời gian cuối cùng của mùa xuân. Thời gian trứng nở đã tới, đó là đầu tháng giêng. Sự xuất hiện của những con chim non dần dần khiến các hòn đảo trở nên huyên náo. Ở đây có rất nhiều những cái miệng đói cần được cho ăn. Tất cả những hòn sỏi được thu nhặt hoặc lấy cắp từ mùa hè đều được sử dụng để giữ cho chim con luôn khô ráo, vì một số cái tổ vô tình ở gần dòng nước do băng tan tạo nên. Giờ đây, chúng ta đã hiểu vì sao chim bố mẹ đã gay gắt đấu tranh giành giật những hòn đá như vậy. Từng viên đá nhỏ đặt trong tổ đều giúp chim con tăng cơ hội sống sót của chúng. Bây giờ là thời điểm cao điểm nhất trong mùa hè. Vào buổi chiều, nhiệt độ có lúc lên tới mức kỷ lục là 3 độ C. Có một đám đông tụ tập trên chiếc cầu nhảy, nhưng chim cánh cụt Adelie, bố mẹ, không có ở đó. Chúng không thể lười biếng. Chúng phải nuôi những cái mỏ đang liên tục đòi ăn với chuỗi công việc mệt nhọc, không ngừng nghỉ như lặn, bắt cá và cho chim non ăn.
Chim cánh cụt Adélie thường bắt một loài tôm phổ biến với số lượng lớn. Đó là con moi lân, thức ăn yêu thích của cá voi. Ngay cả khi lặn gần 40 mét dưới mặt nước, chúng vẫn tiếp tục nhặt nhạnh những hòn đá. Chúng không để những hòn đá này vào tổ mà giữ chúng trong dạ dày. Có vẻ như đá giúp chúng tiêu hóa. Trước khi đủ thời gian để làm khô bộ lông, chim cánh cụt bố mẹ vừa đi kiếm mồi về đều được chào đón bằng một ban chào đón riêng. Chim cánh cụt non sẽ nuốt sạch thức ăn chỉ trong 3 lần há mỏ. Nhằm ngăn chặn chim non ăn quá nhanh, chim bố mẹ thường dụ chúng bằng cách chạy trước và chim non cố gắng chạy theo. Con nào nhanh nhất sẽ được ăn nhiều nhất. Những con chim cướp biển non cũng ham ăn hệt như vậy. Chúng rất thích ăn thịt lũ chim hàng xóm. Chim cánh cụt Adélie bé xíu mà chim cướp biển bố mẹ mang về. Tháng cuối cùng của mùa hè là thời gian tận dụng những chuyến đi biển để mang thức ăn về nhiều nhất. Một công việc thường xuyên đánh dấu bằng lượng thức ăn mớm cho đàn chim non. Chim cánh cụt bố mẹ đã dành hết sức để kiếm mồi nuôi đàn chim non đang phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ngoài thời gian được cho ăn, những con chim non sẽ tập trung vào việc phát triển, giữ an toàn và giữ ấm. Đến tháng 2, tất cả cư dân mùa hè đều chuẩn bị lên đường. Cái lạnh sẽ tới sớm, khiến chúng buộc phải rời đi. Những con cánh cụt mới lớn di chuyển xuống các bãi biển để học cách thực hiện một bước tiến quan trọng. Trong 4 tháng, tất cả những loài này đã thành công trong việc tìm ra một nửa của mình, kết đôi, sinh nở và nuôi dạy chim non có khả năng chống chọi lại những tháng mùa đông dài, khắc nghiệt ở nơi lạnh giá. Những thợ lặn mới phải tiến thêm một bước nữa trong quá trình trưởng thành của mình, mặc dù điều này không phải dễ dàng. Nhiều chim cánh cụt non vẫn e dè khi xuống nước.
Và như vậy, mùa xuân ở Nam Cực tới đây là kết thúc. Cuộc sống bận rộn của những du khách mùa hè sẽ được thay thế bằng băng tuyết của mùa đông lạnh giá. Sự im lặng cao độ nhất trên thế giới sẽ tiếp tục bao trùm nơi này cho đến tận mùa xuân năm sau.